À, chào các anh chị, để tôi trình bày thêm bài giải đề thi kết thúc học phần, tức là cuối kỳ môn vi tích phân 2B năm học 18-19. Đây là đề của ca thứ hai. Do số sinh viên nhiều cho nên là chia ra làm 2 ca. Hôm trước tôi đã sửa đề của ca 1 rồi, là đề ca 2. Tuy nhiên về mặt hình thức thì nó thuộc cái phần lý thuyết. Các cái phần lý thuyết nó giống nhau nhưng mà cái dạng nó khác nhau. Ví dụ câu 1 của cái đề K1 là đạo hàm riêng của hàm hợp. Còn đây là đạo hàm riêng của hàm ẩn. Ví dụ như thế. Ha. Ở đề K1, nếu tôi nhớ không lầm là không có cái bài phương trình vi phân. Đây là có thêm cái bài phương trình vi phân. Cho nên là để chuẩn bị cho nó tốt thì chúng ta tham khảo các cái cách hỏi khác nhau để chuẩn bị cho cái bài thi cuối kỳ sắp đến cho nó tốt ha. Hôm nay là thứ 6, ngày 16 tháng 7 năm 21. Giải đề thi cuối kỳ môn vi tích phân 2B. Học kỳ 2 năm học 2018-2019. Thì ca thi số 2. Câu 1. Hai điểm rưỡi. Dạ. Câu A. Cho Z là hàm số theo hai biến XY. Hãy tìm đạm riêng của hàm Z theo biến X và đạm riêng của hàm Z theo biến Y tại 0,0. Như vậy ở đây các anh chị thấy rằng là hàm Z theo hai biến xy ở dạng ẩn ha, hoặc là nói gọn là hàm ẩn. Là hàm ẩn xác định bởi ba x bình nhân z trừ đi x bình y bình cộng 2 z mũ 3 cộng 3 y z trừ 2 bằng 0. Giờ chúng ta đặt hàm F lớn theo 3 biến x, y, z chính là vế trái của đẳng thức bên trên 3 x bình nhân với z trừ x bình y bình cộng 2 z mũ 3 cộng 3 y z trừ 2.
Và như vậy thì chúng ta thấy đẳng thức 1 xác định hàm ẩn đó, thì chúng ta có thể viết lại là f lớn x y z bằng 0. À. Thì với hàm z xác định theo hay biến x y mà xác định bởi phương trình này, là hàm ẩn xác định với phương trình này, thì chúng ta biết rằng là đạo hàm riêng của hàm z theo biến x sẽ bằng trừ f phẩy x thạc trên cho f phẩy z. Rồi đạo hàm riêng của hàm z theo biến y sẽ bằng trừ f phẩy y trên cho f phẩy z. Là công thức đạo hàm hàm ẩn. Chú ý học bài nha. Tìm lại cái hàm f lớn, tránh sai sót. F lớn là 3x bình nhân z trừ x bình y bình cộng 2z mũ 3 cộng với 3yz trừ 2. Với hàm f lớn như thế này thì các chị tính đạo hàm của hàm f lớn theo biến x. Mình xem yz là hàng số các chị ha. Xem x là biến còn yz là hằng số. Như vậy x bình đạo hàm là 2x nhân 3z là 6xz. X bình đạo hàm là 2x nhân với hằng số y bình là trừ 2x y bình. Còn z là hằng số đạo hàm bằng 0. Xem yz là hằng số đạo hàm bằng 0 hay đạo hàm bằng 0. Đạo hàm riêng của hàm f lớn theo biến y. Xem xz là hằng số. Cho nên 3x bình z là hằng số đạo hàm bằng 0. Y bình đạo hàm là 2y nhân với trừ x bình là trừ 2x bình y. Rồi 2z mũ 3 là hằng số đạo hàm bằng 0. Y đạo hàm bằng 1 nhân với 3z là cộng 3z. Còn trừ 2 các anh chị lấy đạo hàm bằng 0 rồi. Đạo hàm riêng của hàm f lớn theo biến z. Z đạo hàm bằng 1 nhân với 3x bình là 3x bình phương. Rồi xem x y là hằng số cho nên x bình y bình là hằng số đạo hàm bằng 0. Z mũ 3 đạo hàm bằng 3z bình nhân 2 là 6z bình. Z đạo hàm bằng 1 nhân với 3y là cộng 3y. Còn trừ 2 đạo hàm bằng 0 ra. Rồi. Thì chúng ta để ý thêm là sang cái trang giấy mới. Chúng ta cần tìm đạo hàm riêng tại 0 0. Nghĩa là tại x bằng 0 y bằng 0. Thì chúng ta xem thử là lúc x bằng 0 y bằng 0 thì z bằng mấy? Thì bằng cách là chúng ta thay x bằng 0, y bằng 0 vào phương trình này. Mà trong bài làm mình ký hiệu là phương trình 1. Thay x bằng 0, y bằng 0 vào 1. Thì các anh chị thấy là 1 trở thành x thay bởi số 0 rồi. Rồi, cho nên 0 luôn. Còn 2z mũ 3. Y thay y bằng 0 là 0 luôn. Còn trừ 2 bằng 0. Như vậy các anh chị thấy rằng là z ở đây bằng 1.
Thì giá trị z bằng 1 có nghĩa là z tại x bằng 0, y bằng 0 đó. Rồi. Do đó, giờ chúng ta có nè. Do đó. Trong đề bài họ ký hiệu là chữ D công ha. Giờ mình viết chữ D công. Do đó đoạn riêng của hàm z thay biến x sẽ bằng trừ f phẩy x trên cho f phẩy z. Như vậy bằng trừ f phẩy x là 6xz trừ 2x y bình trên cho 3x bình phương cộng 6z bình cộng 3y. Từ đây các anh chị suy ra đạo hàm riêng của hàm z thay biến x mà tại 0, 0. Chỗ nào có x chúng ta thay bởi số 0, y thay bởi số 0 và z thì chúng ta thay bởi số 1. Thì vật điện tử dễ thấy là 6 nhân 0 nhân với z là nhân với 1 trừ 2 nhân với x là 0 nhân với y là 0 bình trên cho 3 nhân với 0 bình cộng 6 nhân với 1 bình cộng 3 nhân 0. Và các chị dễ thấy là như vậy bằng 0 chia 6 bằng 0. Tương tự như vậy, đạo hàm riêng của hàm z thay biến y bằng trừ f phẩy y chia cho f phẩy z. Bằng trừ. Cái này đúng ra là về nguyên tắc có dấu trừ phía trước nữa. F phẩy y là trừ 2x bình y cộng 3z chia cho 3x bình cộng 6z bình cộng 3y. Từ đây suy ra đạo hàm riêng của hàm z thay biến y tại 0, 0 trừ trừ 2 thay x bởi số 0 thay y bởi 0 cộng 3 thay z bởi số 1 với mẫu là 3 nhân với 0 bình cộng 6 nhân với z thay bởi số 1 cộng 3 y thay bởi số 0. Trên tử các anh chị thấy là trừ nè, trên tử là con số 3, dư mẫu là con số 6. Như vậy đáp số là trừ 1 phần 2. À, như vậy thì bài 1A đã xong. 1B. Tìm và phân loại các điểm cực trị và điểm yên ngựa nếu có của hàm số fxy bằng 2xy trừ đi 1 phần 2 nhân với x mũ 4 cộng y mũ 4 cộng 1. Bài toán này là bài toán tìm cực trị tự do của hàm hai biến số. Bước thứ nhất, các anh chị biết rằng là chúng ta đi tìm điểm dừng ha. Tính đạo hàm riêng của hàm f thay biến x 2xy mà lấy đạo hàm riêng theo x xem y là hàng số, như vậy là được 2y
x đạo hàm bằng 1 mà. X mũ 4 đạo hàm bằng 4x mũ 3 chia 2, như vậy là còn trừ 2 x mũ 3. 1 đạo hàm bằng 0 rồi, y mũ 4 là hằng số đạo hàm bằng 0. Cho bằng 0 đi. F'y y đạo hàm bằng 1 nhân với 2x là 2x trừ đi. X mũ 4 đạo hàm bằng 0, y mũ 4 đạo hàm là 4y mũ 3 chia 2 là còn 2y mũ 3. Không. Các chị đi giải hệ nè. Có nhiều cách, nhưng mà ví dụ như bằng phương pháp thế đi. Từ phương trình thứ nhất chúng ta suy ra y bằng x mũ 3. Và các chị thay vào phương trình thứ hai. 2x trừ 2 nhân với x mũ 3 lũy thừa 3 lên bằng 0. Y bằng x mũ 3. Chúng ta được x trừ x mũ 9 bằng 0. Hình như đơn giản 2 vế cho 2. Y bằng x mũ 3. Phương trình x trừ x mũ 9 bằng 0, các chị rút x thừa số chung thì rõ ràng là bên trong là được trừ x mũ 8 cộng 1 bằng 0. X mũ 9 là lấy x là còn x mũ 8. Như vậy chúng ta thấy nghiệm thứ nhất là x bằng 0, lúc đó là y bằng 0. Nghiệm thứ hai rõ ràng là x mũ 8 bằng 1 thì x bằng cộng trừ 1. Mình làm việc trên tập số thực R. Y bằng 1. Hoặc nghiệm thứ ba x bằng trừ 1. Y bằng trừ 1 mũ 3 là trừ 1. Vậy là có 3 điểm dừng. M1 tọa độ là 0, 0. M2 x bằng 1, y bằng 1. Và điểm M3 hoành độ là trừ 1, tung độ là trừ 1. Bước thứ nhì chúng ta tính các đầm riêng cấp 2. F hay phẩy theo x. Xem y là hằng số thì bây giờ mình lấy F một phẩy theo x đạo hàm lần nữa theo biến x. X mũ 3 đạo hàm bằng 3 x bình nhân với trừ 2 là trừ 6 x bình phương. F hay phẩy theo y. 2x đạo hàm bằng 0 trừ 2y mũ 3 đạo hàm là trừ 6 y bình phương. Và F hay phẩy xy. Lấy F một phẩy theo x tính đạo hàm riêng lần nữa theo biến y. Thì các anh chị thấy là 2y đạo hàm chính là 2. Còn 2x mũ 3 xem như là hằng số đạo hàm bằng 0 rồi. Biểu thức D bây giờ là bằng đạo hàm riêng cấp 2 theo x nhân với đạo hàm riêng cấp 2 theo y trừ đi đạo hàm riêng cấp 2 hỗn hợp đem bình phương. Cấp 2 theo x nhân cấp 2 theo y dễ thấy là 36 x bình y bình. Trừ đi đạo hàm riêng cấp 2 hỗn hợp là 2 đem bình phương là 4. Bây giờ tại điểm M1 x bằng 0, y bằng 0. Thay x bằng 0, y bằng 0 vô, các anh chị thấy là 36 x bình y bình trừ 4. Và tại 0, 0 rõ ràng là trừ 4. Không. Và theo lý thuyết thì chúng ta biết rằng lúc này hàm số không đạt cực trị tại điểm M1. Và điểm M1 lúc này nó rơi vô trường hợp đặc biệt về mặt lý thuyết, được gọi là điểm yên ngựa. Ha. Suy ra điểm M1 tọa độ 0, 0. Là điểm yên ngựa. Và tại điểm M2
tọa độ 11. Biểu thức D 36 x bình y bình trừ 4 tại 11 bằng 36 trừ 4 bằng 32 dương. Và f hay phẩy thay biến x tại 11 bằng trừ 6 nhân với thay x bằng 1 phải không? Bình trừ 6 âm. Do đó hàm số đã cho đạt cực đại, tức là đạt giá trị lớn nhất địa phương ha, tại điểm M2 tọa độ 11, và giá trị F cực đại bằng F tại 11 thay x bằng 1 y bằng 1 vô hàm số đã cho. Như vậy bằng 2 nhân x nhân y là 2 trừ đi 1 phần 2, 1 mũ 4 cộng với 1 mũ 4 là 2 cộng 1. Như vậy ở đây là trừ 1 cộng 1 là 0, cộng 2 là 2. Giờ tại điểm M3 tọa độ trừ 1 trừ 1, biểu thức D 36 x bình y bình trừ đi 4 tại điểm trừ 1 trừ 1 cũng vậy thôi ha, 36 trừ 4 là 32 số dương. Và đồng thời F hay phẩy thay biến x tại trừ 1 trừ 1 bằng trừ 6 nhân với trừ 1 đem bình phương cũng bằng trừ 6 âm. Do đó hàm Fxy cũng đạt giá trị lớn nhất địa phương, tức là đạt cực đại tại điểm M2, M3 tọa độ trừ 1, trừ 1. Và giá trị F cực đại ở đây cũng bằng, tức là F tại trừ 1, trừ 1 thay vào hàm số đã cho thì nó cũng giống giá trị của F tại 1, 1 thôi, là 2 trừ 1 phần 2 nhân với 2 cộng 1, và như vậy là bằng 2. Đó là câu số 2. Câu số 2. Dạ. Trong mặt phẳng OXY cho miền D, tập hợp các điểm XY
sao cho y bình phương bán bằng x bán bằng căn bậc 2 của y. Vẽ hình biểu diễn miền D và tính diện tích của hình đó. Cái thứ nhất là vẽ đây. Ở đây chúng ta thấy là miền D. Giới hạn bởi hai đường. X bằng y bình và x bằng căn bậc 2 của y. Để ý là đường x bằng y bình thì rõ rồi, nhưng mà chú ý thêm là đường x bằng căn bậc 2 của y. Chúng ta viết lại là căn bậc 2 của y bằng x. Thì điều này các anh chị thấy là tương đương với x không âm. Rồi bình phương hai vé y bằng x bình. Như vậy có nghĩa là nửa parabol ứng với cái miền là x không âm. Chúng ta cũng chú ý thêm là cái phương trình tung độ giao điểm để cho y bình bằng căn bậc 2 của y. Dễ thấy là y là không âm thì chúng ta bình phương hai vé thì các anh chị được y mũ 4 bằng y. Rõ ràng phương trình này có điều kiện y không âm. Ở đây rút y thừa số chung thì được y mũ 3 trừ 1 bằng 0. Thực ra chúng ta thấy ngay là có hai nghiệm là y bằng 0 nhận và y bằng 1 cũng nhận luôn. Chú ý y bằng 1 thì x bằng 1 luôn ha. Hay nói cách khác là tôi muốn giải thích cái chuyện là hai đường cong đã cho đều đi qua cái điểm 1, 1. Vẽ đường x bằng căn bậc 2 của y. Hay nói cách khác là y bằng x bình với x không âm. Thì rõ ràng chúng ta thấy nửa đường cong mà bút màu khác đi cho nó đẹp. Đây là đường y bằng căn bậc 2 của x. Xin lỗi. X bằng căn bậc 2 của y. Rồi đường x bằng y bình, parabol nằm ngang quen thuộc. Đây là đường x bằng y bình. Rồi vậy thì các anh chị thấy là miền D nằm giữa hai đường này. Trên hình vẽ biểu thị là x đi từ y bình sang sang căn y, có nghĩa là như thế này.
Rồi, như vậy là chúng ta đã vẽ xong. Ta chua ra đây, ghi chú ra là đây. Rồi, giờ tính diện tích miền D. Tính diện tích của miền D. Thì các anh chị để ý là với cái miền D như hình vẽ thì chúng ta thấy rằng là xác định lại cận của miền D. Chúng ta cho x chạy trước đi, rõ ràng x đi từ 0 tới 1. Cũng được, nhưng mà bây giờ ví dụ mình để theo cái thứ tự đề bài đã cho luôn đi. Y trước đi. Y đi từ 0 tới 1. Điểm thấp nhất của miền D là góc tọa độ có tung độ bằng 0. Điểm cao nhất của miền D là điểm A này. Anh chị thấy là tọa độ là 1, 1. Tung độ là 1. Rồi x đi từ biên bên trái là y bình. Như đề bài đã cho thôi. Đến biên bên phải là căn bậc 2 của y. Thế thì diện tích của miền D các chị thấy là bằng theo cái chú ý từ tích phân kép thì chúng ta biết rằng là diện tích miền D sẽ bằng tích phân kép trên miền D của cái hàm là 1 D để thế nào. Giờ chúng ta ráp cận vào y đi từ 0 tới 1, x đi từ y bình cho đến căn bậc 2 của y 1 D x đi. Ở đây bản chất toán là chúng ta biết rằng là x là lớp bên trong, y là lớp bên ngoài. À. Giờ chúng ta tính lớp trong trước đi. Tích phân từ y bình cho đến căn bậc 2 của y của 1 để x. Tính tích phân theo x thì xem y là hằng số, một nguyên hàm của 1 là x. X đi từ y bình cho đến căn bậc 2 của y. Như vậy các anh chị được thay x bằng cận trên là căn bậc 2 của y, trừ đi thay x bởi cận dưới là y bình. Đó là lớp bên trong. Và lớp bên ngoài. Lớp bên ngoài chính là diện tích miền D luôn thôi. Sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của kết quả vừa rồi. Căn bậc 2 của y trừ đi y lũy thừa 2. Thì chúng ta để ý là căn bậc 2 của y là lũy thừa y lũy thừa 1/2. Một nguyên hàm của nó là y lũy thừa 3/2 chia cho 3/2. Một nguyên hàm của y bình là y mũ 3 chia 3. Cận đi từ 0 đến 1. Nhớ làm bài là viết đầy đủ các bước nha. Đầy đủ các bước cho tôi đang trình bày. Rồi, thay y bởi cận trên đó. Dễ thấy là 2/3. Trừ đi 1/3. Trừ đi thay y bằng 0 thì dễ thấy 0. Và đáp số là 1/3. Đơn vị diện tích. Bài số 3 đã xong. Bài số 2 đã xong. Và câu thứ 3. Yeah.
Câu A. Tính y bằng tích phân trên đường cong C. Của A mũ x trừ x bình y dx cộng với A lũy thừa y cộng x y bình dy A mũ x trừ dx bình y dx cộng với A mũ y cộng với x y bình dy. C ở đây là đường tròn x bình phương cộng y bình bằng 25 và theo chiều dương. Thì x ọt ta phát họa sơ cái hình vẽ tròn tâm có tọa độ bán kính bằng 5 bán kính bằng 5 định hướng dương cực chiều kim đồng hồ ha. Đó là đường tròn C. Đường tròn C các anh chị thấy là bao lấy cái miền D, bao lấy cái miền D là hình tròn. Đánh dấu cái miền D. Chú ở đây ghi chú đây là miền D. Thì nói gọn là đây là cái bài tích phân đường loại 2 và mình lấy trên đường cong kín. Như vậy chúng ta áp dụng cái công thức Green ha. Đây là bài toán áp dụng công thức Green. Ta có hàm P, XY. P là biểu thức dV dx bằng A mũ x trừ dx bình y. Hàm QXY là biểu thức dV dy A mũ y trừ cộng với x y bình. Như vậy là bây giờ chúng ta tính đạo hàm riêng của P theo biến y. A mũ x đạo hàm bằng 0 trừ x bình là hằng số, y đạo hàm là 1. Như vậy là trừ x bình nhân với 1 là trừ x bình. Q phải lấy đạo hàm riêng theo x. Lấy đạo hàm riêng của Q theo biến x. A mũ y đạo hàm bằng 0, xem y là hằng số mà. Y bình là hằng số để nguyên, x đạo hàm là 1, 1 nhân y bình là y bình. Như vậy mình nói ta có áp dụng công thức Green. Thì bây giờ y sẽ bằng tích phân kép trên miền D của q phẩy theo x trừ p phẩy theo y. Đây, công thức Green các anh chị có. Như vậy bằng tích phân kép trên miền D q phẩy theo x là y bình trừ p phẩy theo y trừ đi trừ bằng cộng x bình. Đây.
Bài toán đưa về việc tính tích phân của hàm x bình cộng y bình trên miền D DA. Hàm miền D ở đây là hình tròn. Như vậy chúng ta nghĩ tới chuyện là chuyển sang hệ tọa độ cực để tính. Chuyển sang hệ tọa độ cực. Để tính. Trong hệ tọa độ cực thì các chị thấy là cái hình tròn D. Cần có nó như thế nào? Theta. Các chị thấy rằng rõ ràng là để quét hết cái miền D là hình tròn này, chúng ta cho theta chạy từ 0 đến 2pi. R. R bản chất vấn đề là khoảng cách từ điểm M tùy ý trong miền D đến cái góc cực O ha, khoảng cách này là R. Và khi điểm M chạy khắp hình tròn thì rõ ràng các anh chị thấy R nhỏ nhất là 0 khi và chỉ khi M trùng O, và R lớn nhất là 1 khi và chỉ khi M trùng với biên của miền D. Rồi. Rồi chúng ta để ý là cái công thức chuyển từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ cực. X bằng R cos theta. Y bằng R nhân sin theta. Công thức chuyển từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ cực. Nghĩ thêm gì? Rồi. Cho đó. Gần hết mực. Do đó y bằng tích phân trên miền D của x bình cộng y bình DA. Theta đi từ 0 đến 2pi. R đi từ 0 tới 1. Y thay bởi R cos theta đem bình phương. Như vậy R bình. Y thay bởi R sin theta chứ. Sin bình theta. Hết mặt cách cho ta. Cộng với x bình thay bởi R bình. Nhân với cos bình theta. Rồi chúng ta lưu ý là khi chuyển từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ cực thì chúng ta nhân thêm thừa số R. DRD theta. Bằng tích phân từ 0 đến 2pi. Tích phân từ 0 tới 1. Dễ thấy rút R bình ra ngoài thừa số chung với R này nữa là R mũ 3. Bên trong còn sin bình theta. Cộng với cos bình theta. DR d theta. Chúng ta để ý tổng này là bằng 1. À, tổng này là bằng 1. Như vậy bằng tích phân từ 0 đến 2pi. Tích phân từ 0 đến 1 của R mũ 3 DRD theta. Tích phân từ 0 đến 2pi. Một nguyên hàm của R mũ 3 là R mũ 4 chia 4. R đi từ 0 đến 1. Tích phân từ 0 đến 2pi. Thay R bằng 1 vô, chúng ta được 1 phần 4.
Một nguyên hàm của 1 phần 4 là 1 phần 4 nhân theta. Theta đi từ 0 đến 2pi. Và như vậy các anh chị thấy là bằng 1 phần 4 nhân với 2pi. Và đáp số sẽ là pi chia 2. Đây, đó là câu số 3. Câu 3B. Cho trường lực F sáu x nhân với a mũ y cộng x 3x bình phương cộng y trừ 2 nhân với a mũ y. Chứng minh rằng trường lực F bảo toàn. Chúng ta nhớ về mặt lý thuyết, trường lực F mà PQ bảo toàn thì khi và chỉ khi P phẩy theo y bằng Q phẩy theo x. Là điều thứ nhất. Và điều đó tương đương với tồn tại một cái hàm U, hàm F theo hai biến x y, sao cho vector gradient của hàm F là bằng trường vector F. Có nghĩa là tồn tại hàm hai biến Fxy sao cho đạm riêng của hàm F theo biến X là bằng P và đạm riêng của hàm F theo biến Y là bằng hàm Q. Và lúc đó đó thì tích phân trên cung AB của PDX cộng với QDY thì sẽ bằng giá trị của hàm F nhỏ được gọi là hàm thế tại điểm B trừ giá trị của hàm F nhỏ tại điểm A. Tức là tích phân bây giờ sẽ không phụ thuộc vào đường lấy tích phân mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu điểm cuối thôi. Anh chị chú ý vài cái kết quả lý thuyết như vậy. Hàm P 6x nhân với e mũ y cộng x nhân ra luôn cho rồi. 6x nhân với e mũ y cộng với 6x bình. Còn hàm Q thành phần thứ nhì 3x bình cộng y trừ đi 2 nhân với e mũ y. Ba x bình nhân với e mũ y cộng y nhân với e mũ y trừ 2 nhân với e mũ y. Các anh chị tính đạm riêng của hàm P theo biến y
xem x là hàng số, như vậy em mũ y đạo hàm là chính nó ha, nhân với 6x là 6x nhân với em mũ y. Còn số thứ nhì là 6x bình là hàng số đạo hàm bằng 0 rồi. Các chị tính quy phải theo x. 3y bình, 3 em mũ y là hàng số để nguyên, x bình đạo hàm là 2x nhân với 3 em mũ y là 6 x nhân với em mũ y. Còn y nhân với em mũ y với trừ 2 em mũ y là hàng số đạo hàm bằng 0 rồi. Vậy chúng ta có P phẩy theo y bằng Q phẩy theo x, nên F là trường bảo toàn. Câu C. Tìm một hàm thế F của trường lực F của bài 3B. Từ đó tìm công của trường lực F làm cho một chất điểm di chuyển từ A đến B. Tìm hàm thế Fxy. Ta có đàm riêng của hàm F theo biến x sẽ bằng hàm P, có nghĩa là bằng 6x nhân với e mũ y cộng với 6x bình. Đàm riêng của hàm F theo biến y bằng hàm Q, bằng 3x bình nhân với e mũ y cộng y nhân với e mũ y trừ đi 2 nhân với em mũ y. Bây giờ từ 1 thì các anh chị suy ra hàm F x y sẽ bằng tích phân của F phẩy x theo biến x, tích phân của 6x nhân với em mũ y cộng 6x bình. Để một nguyên hàm của x là x bình chia 2. X bình chia 2 nhân với 6 là 3. X bình nhân với e mũ y. E mũ y là hàng số để nguyên các anh chị ha. Một nguyên hàm của x bình là x mũ 3 chia 3 nhân với 6 là 2x mũ 3. Và cộng với hàng số C, chúng ta đang tính tích phân theo biến x. Xem y là hàng số, cho nên trong hàng số C có thể có chứa y. Do đó hơi khó hiểu nha, để ý. Từ đó, thì suy ra F phẩy y. E mũ y đạo hàm bằng chính nó, nhân với 3x bình là 3x bình. Nhân với E mũ y. 2x mũ 3 đạo hàm bằng 0, tính đạm riêng theo biến y mà, cộng với c phẩy y. Các chị cho bằng vế phải của đẳng thức 2 nè nè, f phẩy y nè. 3x bình nhân với e mũ y, cộng y nhân với e mũ y, trừ 2 nhân với e mũ y. Và từ đây rõ ràng dẫn đến c phẩy y. 3x bình nhân e mũ y, đơn giản với 3x bình nhân e mũ y vế phải này đi. Như vậy còn y nhân với e mũ y trừ đi 2 nhân với e mũ y. Và từ đây thì suy ra hàm C theo biến y sẽ bằng tích phân y e mũ y trừ 2 e mũ y
để tích phân. Đây có nhiều cách tính đó, chúng ta rút e mũ y thử số chung đi. Y trừ 2 nhân với e mũ y. Thì mũ y. Giờ chúng ta tính tích phân bất định này bằng cách dùng phương pháp tích phân từng phần phải ha. Đặt u bằng y trừ 2. DV bằng e mũ y DI. Suy ra DU y trừ 2 lấy đạo hàm là 1 nhân với dy. Chọn v, một nguyên hàm của e mũ y là e mũ y. Ci bằng u nhân v y trừ 2 nhân với e mũ y trừ tích phân của v du trừ tích phân của em mũ y đi. Như vậy là bằng y trừ 2 nhân với em mũ y. Một nguyên hàm của em mũ y là em mũ y cộng với C. Vậy hàm thế Fxy sẽ bằng, tôi chỉ thay vào chỗ này. Như vậy Fxy sẽ bằng 3x bình nhân với e mũ y cộng 2x mũ 3 cộng với Ci, có nghĩa là cái chỗ này nếu mà mình viết thêm một chút nữa sẽ là y nhân với e mũ y trừ 2 e mũ y trừ e mũ y nữa là trừ 3 e mũ y C. Để ý vậy ha. Giờ là cộng với C có nghĩa là cộng với y e mũ y trừ 3 lần e mũ y cộng C. Từ đó tìm công của trường lực F làm cho một chất điểm di chuyển từ A đến B. C. Vẫn là cái câu C đó ha. Ý thứ nhì. Tính công của trường lực F làm chất điểm di chuyển từ A đến B. B hay 3. Ý thứ nhất ta có công của trường lực F làm chất điểm M di chuyển trên cung AB. Theo ý nghĩa vật lý của tích phân đường lùi 2 sẽ bằng tích phân trên cung AB của cái hàm P dx cộng với Q dy. Ý thứ nhì, vì trường lực F bảo toàn và có hàm thế là Fxy nên công của trường lực F làm chất điểm M di chuyển trên cung AB sẽ bằng F tại B trừ đi F tại A.
Có nghĩa là giá trị của hàm thế tại 23 trừ đi giá trị của hàm thế tại 11. Thay xy lần lượt vào đây. Thay x bằng 2, y bằng 3. X bằng 2, y bằng 3, x bằng 2. 2 bình phương là 4. 4 x 3 là 12. Nhân với 2 mũ 3. Thay x bởi số 2, 2 mũ 3 là 8 x 2 là 16. Thay y bởi số 3, 3 e mũ 3. Trừ đi 3 e mũ 3. Cộng c trừ đi. F tại 1, 1, thay x bằng 1, y bằng 1. 3 e. Trừ đi 2 nhân với số 1 là 2. Trừ đi 1 nhân với e mũ 1 là trừ e. Trừ đi trừ là cộng 3 e mũ 1. Trừ đi c. (Cười) 3 e mũ 3 trừ 3 e mũ 3 hết. Như vậy còn 12 e mũ 3. Rồi trừ 3 e trừ e là trừ 3 e cộng 3 e luôn nè, hết nè. Vậy còn trừ e thôi. 16 trừ 2 là 14. C đơn giản với C rồi. Đơn vị công. Đó chính là bài bài C ý thứ nhì. Bài C ý thứ nhì anh chị ha. Ta qua câu thứ tư. Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng sau đây. Y2 phẩy trừ y phẩy bằng x nhân với e mũ x. Y tại 0 bằng 2. Y phẩy tại 0 bằng 1. Bước 1 chúng ta đi tìm y gạch là nghiệm tổng quát của phương trình thuận nhất. Y hay phải, các anh chị cho vế trái bằng 0 đi. Thật là 1. Để lập phương trình bổ trợ. Hoặc là còn được gọi là phương trình đặc trưng cũng được. Y2 phải mình thay bởi K mũ 2. Biến gì cũng được. Ẩn là gì cũng được. Y phải thay bởi K mũ 1. Không. Dễ thấy phương trình này có hai nghiệm là 0 với 1. Và phương trình đặc trưng mà có hai nghiệm thực phân biệt thì các anh chị biết rằng là phương trình 1 có nghiệm tổng quát. Phương trình 1 có nghiệm tổng quát. Y gạch sẽ bằng C1 nhân với E mũ K1X. Nghiệm nào là K1, nghiệm nào là K2 cũng được. Cộng C2 nhân với E mũ K2X. 1 nhân X. Chú ý là 0 nhân X bằng 0, E mũ 0 là 1. Như vậy chúng ta còn C1 cộng với C2 nhân với E mũ X. Đây dĩ nhiên là C1, C2 là hai số thực tùy ý. Bước thứ gì?
ta tìm nghiệm riêng IR của cái phương trình đã cho. Y hay phẩy trừ y phẩy bằng x nhân với a mũ x, mặt này là 2. Vì phế phải của một của hai giá nó có dạng là x nhân với a mũ x, các chỉ đồng nhất với a mũ alpha x nhân với p x về mặt lý thuyết. Như vậy chúng ta thấy là suy ra hệ số alpha, hệ số d với x ở trên mũ của vế phải rõ ràng là bằng 1. Và chúng ta thấy đây là một nghiệm đơn của phương trình đặc trưng, là nghiệm đơn. Của phương trình đặc trưng hoặc là phương trình bổ trợ đó. Nên nghiệm riêng của phương trình 2 bây giờ nó sẽ có dạng như thế này. Bây giờ em muốn x ở vế phải để nguyên nè. X ở đây chúng ta tổng quát lên thành một nhị thức bậc nhất 2x cộng b. Và vì alpha bằng 1 là nghiệm đơn cho nên mình nhân thêm với thừa số là x nè. Hay IR sẽ bằng a mũ x nhân với ax bình cộng bx, chỉ nhân thừa số x vô. Tiếp theo bây giờ mình đi tìm AB. Bằng cách là mình thay IR này vào phương trình 2. Muốn vậy mình tính đạo hàm cấp 1 với đạo hàm cấp 2 đã. IR phải bằng a mũ x nhân với ax bình phương cộng bx, anh chị lấy đạo hàm. U phải là a mũ x nhân với v cộng với u nhân v phải ax bình, lấy đạo hàm là 2ax, bx đạo hàm là b. Kiểm tra cái việc tính toán. Như vậy IR phải bằng, các chị rút a mũ x thừa số chung đi, hai biểu thức bên trong hoặc đơn này cộng lại với nhau. Như vậy chúng ta viết thành một đa thức ax bình cộng với b cộng với 2a thừa số cho x và cộng với b. Giờ tính đạo hàm cấp 2. U phải nhân với v tính đạo hàm của đạo hàm cấp 1 cộng với u nhân v phải ax bình đạo hàm là 2ax, b cộng 2a nhân x lấy đạo hàm là cộng với b cộng 2a. Bây giờ rút a mũ x thừa số chung, hai biểu thức bên trong mặt vuông đó chúng ta nhóm lại đi, ax bình cộng với b cộng 2a cộng với 2a nữa là b cộng 4a thừa số cho x. Hệ số tự do các anh chị thấy là b cộng với b cộng 2a là 2b cộng 2a. Rồi, giờ chúng ta thay vô phương trình 2. Trình 2 tương đương với IR 2 phải trừ IR phải bằng x nhân với a mũ x. Thế vào y hay phải là nguyên kết quả này đây, a mũ x nhân với ax bình cộng với b cộng 4a thừa số cho x cộng với 2b cộng 2a trừ đi y phải
mũ x nhân với ax bình phương cộng b cộng 2a thừa số cho x cộng b bằng vế phải là bằng x nhân với a mũ x. Tương đương vậy. Đơn giản hai vế cho a mũ x đi. Chúng ta còn ax bình phương cộng b cộng 4a thừa số cho x cộng 2b cộng 2a trừ đi ax bình trừ đi b cộng 2a thừa số cho x trừ đi b bằng vế phải là còn x. Các anh chị thấy ax bình với ax bình là đơn giản đi ha, ha. B cộng 4a trừ đi b cộng 2a rõ ràng là còn 2ax 2b trừ b là còn b 2a còn lại bằng điều này tương đương với hệ số của x ở vế trái là 2a phải bằng hệ số của x ở vế phải là 1. Hệ số tự do ở vế trái là b cộng 2a bằng hệ số tự do vế phải là 0. Đồng nhất hai vế. Như vậy các anh chị có a là bằng 1/2, b bằng trừ 2a rõ ràng là trừ 1. Vậy IR sẽ bằng a mũ x nhân với ax bình có nghĩa là x bình chia 2 cộng bx có nghĩa là trừ x. Số 11. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình 2 tức là phương trình vi phân đã cho luôn á. Hai là phương trình này chính là phương trình đề bài cho ban đầu. Y bằng y gạch cộng với IR tùy ký hiệu ha. Đây là một cách ký hiệu. Y gạch đầu y gạch đây C1 cộng với C2 nhân với A mũ x cộng với IR a mũ x nhân với x bình chia 2 trừ x. Đến bây giờ các anh chị thấy rằng là còn ý mới nữa là có hai cái ràng buộc y tại 0 bằng 2 và y phẩy tại 0 bằng 1 để mình tìm C1 C2 nè. 2 bằng y tại 0 các chị thế x bằng 0 vô C1 cộng với C2 nhân với A mũ 0 cộng với A mũ 0 nhân với bên trong dễ thấy là 0. Như vậy có nghĩa là C1 cộng C2 này là một sao đây. Bây giờ trước hết mình tính y phải tính cái đạo hàm của cái công thức nghiệm tổng quát đó. C1 đạo hàm bằng 0 C2 A mũ x đạo hàm là vẫn bằng A mũ x. Ở đây có dạng u nhân v, u phải là vẫn là a mũ x nhân v là x bình chia 2 trừ x cộng với u là a mũ x nhân với v phải là đạo hàm bên trong hoặc đơn, x bình đạo hàm là 2x chia 2 là còn x trừ đi x đạo hàm là 1. Như vậy là ràng buộc thứ nhì là y phải tại 0 bằng 1, 1 bằng y phải tại 0. Thế x bằng 0 vô các anh chị
C2 nhân với A mũ 0 cộng với A mũ 0 nhân với 0 cộng với A mũ 0 nhân với 0 trừ 1. Như vậy dễ thấy là bằng, chú ý A mũ 0 bằng 1 ha. C2 là 0, A mũ 0 là 1 nhân trừ 1 là trừ 1. Như vậy từ đây các anh chị thấy là C2 bằng 2. Như vậy từ mục sau, bây giờ chúng ta dẫn đến C1 bằng 2 trừ C2. C1 cộng C2 bằng 2 mà. Như vậy là 2 trừ đi 2 bằng 0. Kết luận. Điểm riêng cần tìm. Là thế C1 bằng 0, C2 bằng 2 vô cái công thức nghiệm tổng quát vừa rồi. Y bằng C1 thay biểu số 0, C2 các chị thay biểu 2. 2 nhân với A mũ x cộng với A mũ x nhân với x bình chia 2 trừ x. Chúng ta có thể viết lại là A mũ x nhân với x bình chia 2 trừ x rồi bằng 2 cũng được. Rồi, và như vậy thì coi như chúng ta đã hoàn thành cái đề thi cuối kỳ năm học 2018-2019 môn vi tính phân 2B. Thì đã nói rồi, đây là một cái môn học khó và rớt cũng nhiều. Đã rớt thì rất là khó học lại, rất là mệt. Các anh chị chịu khó, ngoài cái việc học bài của các thầy cô đã giảng ở lớp, thì chúng ta cố gắng xem thêm đề thi của các khóa trước để chúng ta rút thêm kinh nghiệm trong cái việc trình bày bài cũng như cái nội dung, coi cái độ khó như thế nào, cách hỏi ra làm sao, cách viết bài chính xác hơn là một cách viết bài như thế nào ha. Rồi, chào các anh chị ha.